Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng phở tái. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng phở bò. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là phở gà. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Đầu tiên là với màu cam nha. Bây giờ mình xỏ màu cam nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu cam nhé. Hai đứa yêu vật thương khó quá. Không được một bàn nữa. Yêu đầm sâu rồi em cũng xa. Túi kẹo vẫn nguyên chưa được một bàn. Mọi người ơi, mình xỏ màu cam nha. Mình xỏ màu cam nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu cam nhé. Mọi người ơi, màu cam này. Màu cam của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu cam của mình nha. Tiếp theo là mình xỏ màu vàng. Mọi người ơi, mình xỏ màu vàng nha. Giờ mình xỏ màu vàng nhé mọi người. Ê thề luôn là tóc vừa gội lúc chiều, thề. Nhưng mà nó cứ bết bết. Bây giờ mình sẽ tiếp tục màu tím nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu tím nha. Bây giờ mình xỏ màu tím nha mọi người. Đúng đúng không sai, quan trọng là ai thương ai. Người thật lòng thương em không chân trọng. Giờ mình sẽ tiếp tục. Mình tiếp tục với màu đỏ đi. Mình tiếp tục với màu đỏ nha mọi người. Mọi người màu đỏ nha. Nắng tựa lê kem tư mẫu gió. Nhìn chào nào hôn chào chúng em. Con nhớ em mà ta vừa mọi người ơi, đây màu đỏ của mình nha. Đỏ của mình đây này mọi người. Mọi người ơi, đây là màu đỏ của mình nhé. Giờ mình sẽ tiếp tục là màu xanh dương. Màu xanh dương nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là màu xanh dương nha. Sau màu xanh dương sẽ là màu hồng nha. Mọi người ơi, sau màu xanh dương mình xỏ màu hồng nhé. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu hồng.
màu hồng của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây màu hồng của mình nha. Màu hồng của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ phần hạt chữ hình tròn nha. Mình xỏ hạt chữ hình tròn nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ hình tròn nhé. Tròn của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, hình tròn của mình này. Hình tròn của mình đây nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha. Mọi người ơi, đây là phần vòng của mình này. Phần vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em quá khờ, cũng chẳng ngờ một ngày bơ vơ. Em vội quên những tháng năm, bao lời yêu cũng xa xăm. Em nằm mơ cũng không ngờ, em bên ai nuôi dài tương lai.